Cổ nhân dạy, đàn ông càng im lặng càng giàu có. Triết lý cuộc sống, lời dạy cổ nhân. Kẻ nói nhiều thường mất đi phúc phần, kẻ im lặng mới là người chiến thắng trong âm thầm. Trang Tử. Trong văn hóa Á Đông, cổ nhân luôn đề cao sức mạnh của sự im lặng, đặc biệt là đối với người đàn ông. Im lặng không phải là yếu đuối, mà là một biểu hiện của sự kiên nhẫn, khôn ngoan và thấu hiểu. Khi biết giữ tĩnh lặng, người đàn ông có thể lắng nghe trái tim mình, nắm bắt cơ hội trong những khoảnh khắc không ai ngờ tới. Chính sự im lặng ấy giúp họ tránh xa thị phi, không bị cuốn vào những tranh cãi vô nghĩa, mà tập trung vào mục tiêu lớn lao. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá vì sao người đàn ông càng im lặng thì càng có nhiều khả năng thu hút tài lộc và trở nên giàu có, theo lời dạy của các bậc thánh nhân cổ xưa. 1. Càng im lặng càng giàu có. Trong cuộc sống đầy xô bồ và ồn ào ngày nay, người ta thường lầm tưởng rằng nói nhiều, phô diễn bản thân sẽ đem lại sự chú ý và thành công. Nhưng cổ nhân lại dạy rằng, người biết thì không nói, người nói thì không biết. Lão Tử, đằng sau sự im lặng ấy là cả một nghệ thuật sống, một chiến lược sâu sắc mà không phải ai cũng thấu hiểu. Chính sự im lặng, điềm tĩnh lại là con đường ngắn nhất dẫn đến sự giàu có và thành công. Hãy nhìn vào tấm gương của John D. Rockefeller, vị vua giàu mỏ nổi tiếng. Ông từng dặn con trai mình rằng, muốn thành công, hãy biết lắng nghe và giữ miệng ngậm chặt. Chỉ có sự im lặng mới giúp con phát tài. Lời dạy này không chỉ thể hiện tầm nhìn sâu rộng mà còn là đúc kết từ kinh nghiệm cuộc sống. Rockefeller hiểu rằng những người ít nói thường là những người mạnh mẽ, quyền lực thực sự. Họ không cần phải nói nhiều bởi họ đã học được cách dùng hành động để thay lời. Người càng trưởng thành sẽ càng hiểu rõ giá trị của im lặng. Họ không phải vì thiếu khả năng ngôn ngữ mà im lặng, mà là họ biết rằng nhiều lời nói ra chỉ làm lộ điểm yếu của bản thân. Khi bạn im lặng, bạn khiến người khác không thể đoán biết được suy nghĩ và kế hoạch của mình, từ đó giữ được lợi thế. Một người trầm tĩnh như mặt nước hồ sâu, không dễ dàng bị khuấy động bởi những lời thị phi, những cơn sóng gió bên ngoài. Khi bước vào tuổi trung niên, bạn sẽ nhận ra rằng im lặng là một cách tự bảo vệ bản thân. Những người từng trải qua nhiều khó khăn thường không còn muốn khoe khoang, nói nhiều. Họ đã hiểu rằng cuộc đời giống như một chuyến đi dài với rất nhiều trở ngại. Những vết sẹo trong lòng khiến họ trở nên trầm lặng, bình tĩnh hơn, không phải vì họ không muốn nói, mà là họ biết rằng nhiều lời đôi khi chỉ gây thêm rắc rối. Họ hiểu rõ một chân lý, nước sâu thường tĩnh lặng, người khôn thường kiệm lời. Trong xã hội ngày nay, ai cũng muốn kết giao với người có tài, tránh xa người phiền toái. Người thành công là người biết giữ gìn hình ảnh và không dễ dàng để lộ bản thân qua lời nói. Họ luôn giữ thái độ bình tĩnh, tránh phàn nàn về cuộc sống hay khoe khoang những gì mình có. Họ biết rằng, khi nói quá nhiều về những khó khăn hay thành công của mình, họ chỉ đang tự vạch áo cho người xem lưng, để lộ điểm yếu trước những người có lòng đố kỵ. Người đàn ông càng im lặng thì càng sâu sắc. Họ biết suy nghĩ, biết phân tích vấn đề, không hành động vội vàng. Một người có kinh nghiệm sống phong phú thường sẽ im lặng quan sát, lắng nghe trước khi quyết định. Những người hay khoe khoang, tỏ vẻ thông minh thường chỉ là những kẻ chưa trưởng thành, thiếu kinh nghiệm. Cổ nhân đã dạy, đừng đánh giá thấp người ít nói. Họ thường là người có quyền lực và tầm nhìn xa. Im lặng không có nghĩa là yếu đuối. Trái lại, im lặng là biểu hiện của sức mạnh nội tại, của trí tuệ. Những người từng trải đã học được cách im lặng sau những cơn bão cuộc đời. Họ hiểu rằng, những người nói nhiều thường là những người thiếu tự tin, cần phải khoe khoang để che giấu sự yếu đuối bên trong. Còn người thực sự có năng lực sẽ luôn khiêm tốn, hành động nhiều hơn lời nói. Như câu ngạn ngữ Trung Hoa, người biết nghe thấy cơ hội, người ít nói làm chủ thiên hạ. Sự im lặng là một loại trí tuệ, một dạng nghệ thuật sống. Đó là cách người đàn ông che giấu cảm xúc, giữ bình tĩnh trước mọi sóng gió cuộc đời. Khi bạn im lặng, bạn đang tạo ra một khoảng không gian cho suy nghĩ sâu sắc, cho những quyết định đúng đắn. Hãy nhớ rằng, im lặng không chỉ giúp bạn mạnh mẽ hơn, mà còn làm bạn trở nên khôn ngoan hơn. Người đàn ông càng trưởng thành, càng ít muốn nói chuyện bởi họ đã hiểu rõ giá trị của từng lời nói. Những trải nghiệm, đau khổ mà họ đã vượt qua khiến họ nhận ra rằng, không phải lúc nào nói nhiều cũng là tốt. Sự im lặng chính là biểu hiện của sự tự tin, của sức mạnh tinh thần. Người đàn ông biết giữ im lặng là người đã học được cách đối mặt với cuộc đời một cách bình thản, không cần phải khoe khoang hay giải thích.
Họ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ thành công. Và đó chính là con đường dẫn đến sự giàu có, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Những người thường xuyên cảm thấy cần phải bày tỏ và giải thích mọi điều trong cuộc sống là những người thiếu tự tin, đôi khi còn ẩn chứa sự không trung thực. Họ tìm kiếm sự chấp nhận và đồng tình từ bên ngoài, nhưng lại không nhận ra rằng chính sự im lặng mới là biểu hiện của sức mạnh nội tại. Như Khổng Tử đã nói, người biết suy nghĩ không cần phải nói nhiều, người nói nhiều thường không suy nghĩ. Đằng sau sự ồn ào, họ đang che giấu những bất an sâu thẳm, hoặc thậm chí là sự dối trá mà họ đang cố tình che đậy. Ngược lại, có một nhóm người lặng lẽ xây dựng thành công mà không cần phô trương. Chính từ sự im lặng ấy, họ đạt được những thành tựu lớn lao mà ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Những câu chuyện về những tiểu thuyết gia lần đầu viết sách nhưng đã đạt hàng triệu bản, hay những thanh thiếu niên thành lập tổ chức từ thiện toàn cầu là minh chứng rõ ràng nhất. Những người này không cần phải nói ra những gì họ làm, bởi hành động của họ đã nói lên tất cả. Trong khi những người khác mãi lo khoe khoang và tìm kiếm sự thừa nhận, họ âm thầm tiến bước và gặt hái thành công mà không ai ngờ tới. Hạnh phúc đích thực không đến từ danh tiếng, tiền bạc hay lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Những thứ đó chỉ là hào nhoáng bên ngoài, không thể mang lại những người bạn chân thành hay một gia đình hạnh phúc. Thực tế, có rất nhiều người đạt được danh tiếng và của cải nhưng lại cảm thấy trống rỗng và vô định. Họ đánh đổi sự bình yên trong tâm hồn để theo đuổi những thứ bề nổi, và rồi nhận ra rằng chúng không thể bù đắp cho sự thiếu vắng ý nghĩa trong cuộc sống. Những người đàn ông thông minh hiểu rằng hạnh phúc nằm ở sự điềm tĩnh bên trong, không phải ở những lời khen ngợi từ bên ngoài. Những người đạt được thành công trong sự im lặng luôn biết mình muốn gì và tập trung vào việc đó, không để ánh nhìn của thiên hạ làm phân tâm. Họ làm việc không phải để chứng tỏ với người khác, mà để hoàn thành mục tiêu của chính mình. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn giữa họ và những người thường xuyên khoe khoang thành tựu. Họ không cần phải nói nhiều về những gì họ đang làm, bởi kết quả cuối cùng sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất. Những người chiến thắng trong sự tĩnh lặng không bao giờ tự ca tụng bản thân, họ chỉ âm thầm tiến lên từng bước một. Một trong những đặc điểm nổi bật của những người thành công trong im lặng là họ cảm thấy thoải mái khi bị coi là người bình thường, không nổi bật. Họ hiểu rằng, chỉ khi giữ mình ở mức trung bình, họ mới có thể có không gian để phát triển và tự do hành động mà không bị áp lực từ sự kỳ vọng của người khác. Sự trung bình đi kèm với sự bền bỉ, và chính điều đó tạo nên những điều kỳ diệu. Họ không cần phải gánh vác trọng trách là tấm gương mẫu mực, và điều đó giúp họ tự do hơn trong việc theo đuổi mục tiêu của mình. Những người thành công trong tĩnh lặng biết làm chủ thời gian của mình. Họ phân bổ thời gian hợp lý cho công việc, cho các mối quan hệ, và cho cả bản thân. Họ không để mình bị cuốn theo nhịp sống hối hả của xã hội mà luôn giữ sự điềm tĩnh, thong thả. Họ hiểu rằng cuộc đời là một hành trình dài, không cần phải vội vàng. Như Mạnh Tử từng nói, người kiên nhẫn mới là người chiến thắng lâu dài. Họ đi chậm mà chắc, từng bước một, đảm bảo rằng mỗi bước đi đều có ý nghĩa. Cách họ nhìn nhận sự việc cũng khác biệt. Họ không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài mà luôn tìm cách khám phá những khía cạnh sâu xa hơn. Điều này giúp họ phát triển kiến thức và kỹ năng từ nhiều góc độ, tạo nên lợi thế trong cuộc đua đường dài. Họ biết rằng, không phải mọi thứ đều như vẻ ngoài mà người khác nhìn nhận. Chính sự khác biệt trong tư duy này giúp họ nổi bật và dễ dàng tìm ra những giải pháp mới mẻ. Khi thành công, họ cũng không vội vàng ăn mừng. Những người này hiểu rõ giá trị của sự im lặng ngay cả khi chiến thắng. Họ biết rằng, ăn mừng không phải là cơ hội để phô trương mà là thời gian để tự thưởng cho bản thân một cách tinh tế, sau đó quay trở lại với công việc. Họ luôn giữ sự điềm tĩnh, không để cảm xúc chi phối, và điều này giúp họ tiếp tục tiến lên. Những người thành công thầm lặng không bao giờ để mình bị cuốn vào sự dễ dãi hay nhàn hạ. Họ nhận ra rằng, cái giá phải trả cho sự lười biếng và sa ngã là rất lớn. Dù ai cũng muốn được hưởng thụ cuộc sống thoải mái, họ luôn biết cách giữ tỉnh táo và hướng đến mục tiêu lớn hơn. Họ hiểu rõ rằng, sự bền bỉ và kiên nhẫn mới là chìa khóa của thành công bền vững. Người thành công trong sự tĩnh lặng biết rằng, để đạt được đỉnh cao phải cần thời gian và nỗ lực. Họ không vội vàng, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn và biết chấp nhận những rủi ro có tính toán. Họ học được từ câu chuyện rùa và thỏ, chậm mà chắc, cuối cùng sẽ thắng cuộc đua. Họ không quan tâm đến tốc độ, chỉ quan tâm đến chất lượng của từng bước đi. Và khi tất cả những người khác đã mệt mỏi vì chạy đua với cuộc sống, họ vẫn bình thản tiến về phía trước. Cuộc đời không phải là một cuộc đua,
mà là một hành trình dài cần sự kiên nhẫn và điềm tĩnh. Chính sự im lặng, điềm tĩnh và khôn ngoan đã giúp họ gặt hái thành công bền vững và một cuộc sống đầy ý nghĩa, vượt xa những gì mà hào nhoáng bên ngoài có thể mang lại. Người đàn ông sống trầm lặng thực ra lại có nội lực mạnh mẽ và sự tự tin đáng kinh ngạc. Chính sự im lặng là biểu hiện của một trái tim đã trải qua nhiều thăng trầm, tích lũy được sự phong phú về tâm hồn. Người trầm lặng thường không cần tranh đấu, bởi họ đã đạt được sự mãn nguyện từ bên trong. Như Lão Tử từng nói, người biết đủ là người giàu có nhất. Họ biết rằng những điều quý giá nhất không nằm ở những cuộc đấu khẩu hay sự thể hiện bề ngoài, mà là sự yên bình trong nội tâm. Khi tâm trí đạt đến sự thanh thản, người ta dễ dàng chọn im lặng. Im lặng không phải là yếu đuối, mà là một dạng sức mạnh. Người trầm lặng hiểu rõ rằng không phải tất cả những gì mình biết đều cần phải nói ra. Như câu nói của Khổng Tử, kẻ biết nhiều thì ít nói, kẻ nói nhiều thường là kẻ thiếu hiểu biết. Đây là một biểu hiện của sự bao dung với thế gian, một khả năng điềm tĩnh mà không bị cuốn theo những sự việc ồn ào xung quanh. Tính cách trầm lặng không giống với sự hướng nội. Người hướng nội thường cảm thấy sợ hãi trước đám đông và có xu hướng né tránh thay đổi. Ngược lại, người đàn ông trầm lặng là người đã trưởng thành, tự tin và bản lĩnh. Họ không ngại đứng giữa dòng đời sóng gió, nhưng họ biết khi nào nên nói và khi nào nên giữ im lặng. Chính sự yên tĩnh giúp họ điềm nhiên vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, tạo ra một thế giới riêng biệt, nơi họ có thể tĩnh tâm và tự mình phát triển. Vẻ đẹp của sự yên tĩnh mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Người sống trầm lặng thích tạo ra không gian riêng tư, nơi họ có thể tận hưởng những khoảnh khắc thanh bình mà không cần sự ồn ào của xã hội. Đó có thể là một buổi chiều ngồi nhâm nhi tách trà, nghe bản nhạc nhẹ nhàng, hay đọc một cuốn sách yêu thích. Họ không cảm thấy cô đơn, mà ngược lại, họ tìm thấy niềm vui trong những giây phút đơn độc ấy. Thoreau từng viết khi ở một mình, tâm trí mới thực sự bình yên. Đối với họ, niềm hạnh phúc không nằm ở ngoại cảnh, mà nằm ở sự đồng điệu giữa tâm hồn và thiên nhiên. Câu chuyện về yêu tinh giấu hạnh phúc là một minh chứng rõ nét cho sự hiểu biết của người trầm lặng. Hạnh phúc không phải là điều xa vời hay cần tìm kiếm ở những nơi cao xa. Yêu tinh cuối cùng đã quyết định giấu hạnh phúc ngay trong lòng mỗi người, vì biết rằng con người sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm nó ở nơi gần gũi nhất chính là trong tâm hồn họ. Người trầm lặng hiểu rõ rằng hạnh phúc thật sự nằm ở sự tự nhận thức và sự đủ đầy trong trái tim, không cần phải dựa vào những thứ bên ngoài. Người đàn ông trầm lặng luôn giữ cho mình một tâm thái điềm nhiên. Họ không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át, vì họ biết rằng những suy tư không cần thiết chỉ làm tâm hồn trở nên nặng nề, che khuất đi ánh sáng của niềm vui. Chính sự im lặng và thanh thản đã giúp họ vượt qua những sóng gió của cuộc đời, giữ được sự bình tĩnh ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Như Trang Tử từng dạy, biết sống đơn giản là biết sống hạnh phúc. Họ không cần phải đối đầu với những điều tầm thường, vì họ đã tìm thấy giá trị thực sự của cuộc sống trong sự bình an nội tại. Người trầm lặng cũng hiểu rằng, để đạt được sự yên bình trong tâm hồn, đôi khi cần phải biết buông bỏ những thứ không còn phù hợp. Họ sẵn sàng từ bỏ những điều không tốt đẹp, không mang lại giá trị cho bản thân, và chấp nhận sự cô đơn như một phần của cuộc sống. Thay vì loay hoay trong những mối quan hệ phức tạp hay những cuộc trò chuyện vô bổ, họ chọn cách tránh xa sự ồn ào, dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn. Họ tạo ra một thế giới riêng, nơi mà họ có thể tập trung vào bản thân, vào những gì thực sự quan trọng. Thế giới ấy không cần phải xa hoa, không cần phải được thừa nhận bởi người khác, mà chỉ cần đủ bình yên để họ có thể suy ngẫm và phát triển. Người trầm lặng hiểu rõ rằng, sự phát triển không nhất thiết phải gắn liền với những thành tựu bên ngoài, mà đôi khi, đó chính là quá trình khám phá và hoàn thiện bản thân từ bên trong. Câu chuyện về hạnh phúc bị giấu kín là một lời nhắc nhở rằng chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, mà quên mất rằng nó đã luôn hiện diện ngay trong chính mình. Người đàn ông trầm lặng nhận ra điều này và sống với trái tim bình yên, không cần phải tranh đoạt hay thể hiện. Họ không cần phải chứng minh điều gì, bởi bản thân sự im lặng của họ đã là một minh chứng cho sự tự tin và khôn ngoan. Người sống trầm lặng không cảm thấy cần phải phô trương, vì họ biết rõ giá trị của mình. Họ không sợ sự im lặng, mà trái lại, họ tìm thấy sức mạnh trong đó. Như Lão Tử từng nói, tĩnh lặng là nguồn gốc của sức mạnh. Chính trong sự tĩnh lặng ấy, họ tìm thấy sự minh triết, tìm thấy con đường riêng để đạt đến thành công và hạnh phúc thực sự. Khi người khác vẫn đang lao vào cuộc đua không ngừng nghỉ, họ chọn cách bước chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Họ biết rằng cuộc đời là một hành trình dài,
và không có gì đáng để vội vã. Người đàn ông trầm lặng hiểu rõ điều này và sống theo cách của riêng mình, không cần sự công nhận, không cần phải ồn ào. Chính sự im lặng ấy là biểu hiện của sức mạnh vô hình, là nền tảng cho một cuộc sống phong phú và đầy đủ. Người sống trầm lặng là người biết hài hòa giữa bản thân và thế giới xung quanh, không cố gắng áp đảo người khác mà giữ cho lòng mình luôn yên tĩnh, bình lặng. Chính sự cân bằng này giúp họ không làm phiền đến ai và cũng không để ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Như Khổng Tử từng nói, không tranh giành với đời, ta sẽ luôn thắng. Người trầm lặng không cần sự chú ý, nhưng nội lực bên trong của họ lại khiến người khác phải khâm phục. Đây là sức mạnh không đến từ lời nói, mà từ sự hiểu biết sâu sắc, từ kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng. Có những diễn viên nổi tiếng thường rất ít giao tiếp ngoài đời thực. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh, họ lại tỏa sáng với những màn diễn xuất chân thực và đầy cảm xúc. Họ truyền tải những câu chuyện phức tạp thông qua ánh mắt, cử chỉ, khiến khán giả cảm nhận được chiều sâu của nhân vật. Sự im lặng ấy không phải là sự thờ ơ, mà là kết quả của quá trình chiêm nghiệm và quan sát. Họ không cần nói nhiều, bởi họ đã học cách truyền tải mọi thông điệp qua hành động. Để có được sự tĩnh lặng đó, nội tâm của người đàn ông trầm lặng phải đủ kiên cường. Họ biết cách giữ gìn sự bình an trước những cơn bão cuộc đời, không để mình bị cuốn vào những tranh chấp, xung đột không cần thiết. Như Lão Tử đã dạy, tĩnh lặng là nguồn gốc của sức mạnh. Người càng trầm lặng thì càng mạnh mẽ trong các mối quan hệ xã hội. Họ không tìm cách chứng tỏ bản thân với người khác, mà lặng lẽ quan sát, chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Chính sự điềm tĩnh này giúp họ tạo dựng lòng tin và sự kính trọng từ những người xung quanh. Người trầm lặng thường tìm kiếm những mối quan hệ chân thành, không vội vã kết bạn với những kẻ nông nổi. Họ tránh xa những đám đông ồn ào, những cuộc hội họp vô nghĩa. Sự tĩnh lặng là lá chắn bảo vệ họ khỏi những rắc rối của thế gian. Họ hiểu rằng không cần phải tranh cãi hay đối đầu với ai, bởi mọi thứ đều sẽ tự lắng đọng theo thời gian. Như Trang Tử từng nói, người biết thỏa mãn sẽ luôn yên ổn. Họ biết rằng, dù thế giới có xoay vần ra sao, họ vẫn giữ cho lòng mình an nhiên, không bị xáo trộn bởi những điều tầm thường. Người sống trầm lặng ít khi nói chuyện, nhưng mỗi khi mở lời, lời nói của họ đều mang sức nặng và sự thấu hiểu. Họ không phí lời cho những chuyện nhỏ nhặt, không tham gia vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Họ biết rõ rằng, giá trị thực sự không nằm ở số lượng lời nói, mà ở chất lượng của suy nghĩ và hành động. Những người trầm lặng không cần phải phô trương bản thân, vì họ đã hiểu rõ bản chất của cuộc sống. Họ chọn cách sống ung dung tự tại, không để ý đến những ánh mắt phán xét, không cố làm hài lòng người khác. Sự tĩnh lặng không chỉ là một trạng thái, mà còn là một triết lý sống. Như một dòng nước yên ả, người trầm lặng hiểu rằng mọi thứ trong vũ trụ đều trở về với sự tĩnh lặng. Âm thanh phát sinh từ tĩnh lặng và cuối cùng cũng tan biến vào đó. Sóng gió, công danh chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, không thể làm lay chuyển được một tâm hồn bình an. Người ta thường nói, một xô nước đầy sẽ yên lặng, còn xô nước nửa đầy sẽ sóng sánh ồn ào. Những người khôn ngoan thường ít nói, trong khi những kẻ thiếu hiểu biết lại thích khoe khoang về bản thân. Chúng ta thường chú ý đến những người nói to nhất, nổi bật nhất trong đám đông. Những người này có thể mang lại năng lượng tích cực, nhưng chúng ta thường quên mất sự ảnh hưởng âm thầm nhưng mạnh mẽ của những người trầm tĩnh. Tại các buổi tiệc hay cuộc họp, sẽ luôn có người nói chuyện rôm rả, thu hút sự chú ý. Nhưng hãy chú ý đến những người lặng lẽ ngồi nghe. Họ có thể không nói nhiều, nhưng khi cất tiếng, những lời nói của họ thường sắc sảo và đầy thông điệp. Họ đã quan sát, lắng nghe, và chỉ khi có đủ thông tin, họ mới lên tiếng. Người sống trầm lặng dễ bị hiểu lầm là người nhút nhát, thiếu ý tưởng. Họ có thể bị coi là thiếu tự tin hay không có năng lực. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Người trầm lặng thường rất nhạy bén, sáng tạo và thông minh. Họ chọn cách im lặng để tập trung vào quan sát, để dành thời gian cho những suy nghĩ sâu sắc. Họ biết rằng nói nhiều không có nghĩa là hiểu biết nhiều. Như một câu trích dẫn hài hước nhưng đầy thâm thúy, đừng đánh giá thấp tôi vì sự im lặng của mình. Chẳng ai lên kế hoạch cẩn thận mà lại nói to lên cho cả thiên hạ biết cả. Người trầm lặng thường có sức mạnh tiềm ẩn. Họ có thể trở thành những người dẫn dắt, những người tạo ra sự thay đổi mà không cần phải hét to. Họ không cần phải tìm kiếm sự công nhận, bởi họ đã tự tin vào con đường mình đang đi. Họ hiểu rõ rằng thành công không phải lúc nào cũng cần sự phô trương, mà đôi khi, nó đến từ sự kiên trì,
Từ những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn, chính sự tĩnh lặng đã giúp họ đi qua những thăng trầm của cuộc sống mà không bị cuốn vào cơn lốc của danh vọng hay tiền tài. Người trầm lặng biết rằng, dù thế gian có xoay vần ra sao, sự yên tĩnh trong lòng vẫn là chốn trú ẩn an toàn nhất. Họ không cần phải nói nhiều, bởi sự hiện diện của họ đã là một lời khẳng định mạnh mẽ. Như Khổng Tử từng nói, kẻ biết không nói, kẻ nói không biết. Người trầm lặng sống theo triết lý này, hiểu rõ giá trị của im lặng, và từ đó, họ tìm thấy con đường đến với sự giàu có và hạnh phúc thật sự. Người trầm tĩnh có sức mạnh tiềm ẩn mà không phải ai cũng nhận ra. Họ không cần phô trương, không cần nói nhiều, nhưng lại sở hữu một nội lực mạnh mẽ và sự hiểu biết sâu sắc. Dưới đây là 6 lý do tại sao bạn không nên đánh giá thấp sức mạnh của người trầm lặng. Thứ nhất, những người trầm lặng thường lắng nghe nhiều hơn người khác tưởng. Họ dành phần lớn thời gian để quan sát, suy ngẫm và lắng nghe, trong khi những người ồn ào thường mất thời gian để than phiền rằng họ không có đủ cơ hội để suy nghĩ. Người trầm tĩnh tận dụng mỗi giây phút để tiếp thu thông tin và rút ra bài học. Như Khổng Tử đã nói, kẻ nói nhiều thường là người không biết nhiều. Khi họ quyết định lên tiếng, đó là lúc họ thực sự cần nói điều gì đó đáng để lắng nghe, khiến người khác không khỏi ngạc nhiên. Thứ hai, người trầm tĩnh là những nhà quan sát tài tình. Họ không chỉ lắng nghe lời nói mà còn chú ý đến mọi cử chỉ, hành động xung quanh. Họ nhận ra những dấu hiệu mà người khác dễ dàng bỏ qua, từ ánh mắt, nét mặt cho đến những thay đổi nhỏ trong giọng điệu. Khi mọi người bị cuốn vào sự hào nhoáng của những lời khoác lác, người trầm tĩnh dễ dàng nhận ra đâu là sự thật, đâu là sự giả dối. Như Lão Tử từng nói, người nhìn sâu thì ít nói, người nói nhiều thì nông cạn. Sự tinh tế của họ giúp họ nắm bắt bản chất sự việc một cách chính xác. Thứ ba, người trầm lặng hiểu rõ ngôn ngữ hình thể và cử chỉ. Họ có thể nhận ra những hành động giả tạo, những lời nói dối ẩn sau vẻ ngoài lịch sự. Điều này giúp họ phát hiện ra những kẻ không chân thành, tránh bị lừa gạt bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Họ không dễ bị đánh lừa bởi lời nói trơn tru, mà luôn nhìn vào hành động thực tế. Sự nhạy bén này là một trong những vũ khí sắc bén nhất của họ trong giao tiếp và các mối quan hệ xã hội. Thứ tư, người trầm lặng không hề yếu đuối như vẻ ngoài của họ. Đừng nhầm lẫn giữa sự im lặng và sự bất lực. Người trầm tĩnh sẽ lên tiếng khi cần thiết, đặc biệt là khi đối diện với những điều bất công. Họ có tiêu chuẩn đạo đức cao và luôn bảo vệ người yếu thế. Họ không thích tranh cãi, nhưng nếu bị dồn ép đến giới hạn, họ sẽ phản ứng lại với sức mạnh đáng kinh ngạc. Chính sự điềm tĩnh trong những lúc bình thường đã tích lũy thành sức mạnh vượt trội khi đối mặt với thử thách. Như câu nói của Mạnh Tử, người hiền lành thường mạnh mẽ nhất khi bị đe dọa. Thứ năm, người trầm tĩnh có khả năng giao tiếp tuyệt vời, nhưng theo cách riêng của họ. Họ không thích những cuộc nói chuyện vô bổ, mà tập trung vào xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng. Trong môi trường làm việc, họ không phải là người ồn ào, nhưng lại là người được mọi người tin cậy nhất. Họ không cần thể hiện, mà chứng minh giá trị qua hành động. Những người trầm lặng biết giữ lời hứa, biết làm việc chăm chỉ mà không cần ai phải nhắc nhở. Họ là những người kiên trì, không dễ dàng bỏ cuộc và luôn giữ vững lòng trung thành với những giá trị của mình. Thứ sáu, người trầm tĩnh không chấp nhận việc bị đối xử tệ bạc. Họ biết rõ giá trị của bản thân và sẽ không cam chịu khi bị lợi dụng hay đánh giá thấp. Một số người nghĩ rằng họ có thể lợi dụng sự ít nói của người trầm tĩnh, nhưng điều này là sai lầm. Người trầm tĩnh có khả năng đánh giá tình huống một cách nhạy bén. Họ biết khi nào cần từ chối và khi nào cần bảo vệ quyền lợi của mình. Họ sẽ không để ai đẩy mình vào những công việc vô nghĩa, không đáng giá. Chính sự hiểu biết và tự tin này khiến họ trở nên quan trọng và không thể thay thế trong các nhóm làm việc. Tóm lại, đừng bao giờ đánh giá thấp người trầm tĩnh. Dù họ ít nói, tâm trí của họ luôn hoạt động không ngừng. Họ sống không phải để làm hài lòng người khác, mà để đạt được sự bình yên nội tại. Người trầm tĩnh không cần phải phô trương, bởi họ biết rằng giá trị thật sự không nằm ở những gì người khác nhìn thấy, mà nằm ở những gì họ cảm nhận được từ chính bản thân mình. Như Khổng Tử từng dạy, không ai có thể làm bạn mất bình tĩnh nếu bạn không cho phép. Cuộc sống là của chính bạn. Dù ai có hiểu, đồng tình hay yêu thích bạn hay không, hãy luôn sống đúng với giá trị của mình. Đừng để những lời phán xét bên ngoài khiến bạn lung lay. Giống như mặt trời vẫn mọc mỗi ngày bất kể có ai phàn nàn về cái nóng hay không, bạn cũng nên kiên định với con đường mình đã chọn. Dù có khó khăn, hãy nhớ rằng mọi thăng trầm đều là cơ hội để bạn trưởng thành và hoàn thiện hơn.
ngẩng đầu nhìn về phía trước, cúi đầu suy ngẫm lại bản thân, đó mới là cách sống đúng đắn. Mỗi người có một cuộc sống riêng, một con đường riêng để bước đi. Dù thế giới có xô bồ đến đâu, chỉ cần bạn giữ vững tâm hồn, sống thật với chính mình, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay cả trong những điều bình dị nhất. Không cần phải so sánh hay ganh đua, hãy tin vào giá trị mà bạn mang lại. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình dài. Đừng vội vã, đừng cố ép mình vào khuôn mẫu mà người khác đặt ra. Hãy làm theo tiếng gọi của trái tim, theo đuổi những ước mơ, đón nhận cả thành công lẫn thất bại một cách bình tĩnh. Như Trang Tử đã nói, người biết hài lòng là người giàu có nhất. Chính sự hài lòng với bản thân sẽ là chìa khóa mở ra một cuộc sống phong phú, đầy đủ. Hãy sống cuộc sống mà bạn mong muốn, không phải cuộc sống mà người khác mong đợi. Đừng để bản thân bị áp lực bởi ánh mắt của thiên hạ. Hãy tự mình bước đi, làm những gì bạn thích, trở thành người bạn muốn trở thành. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới này vẫn luôn tươi đẹp, đầy những điều kỳ diệu đang chờ bạn khám phá. 2. Ba thời điểm nói càng nhiều họa càng lớn. Có câu nói, ba năm học nói, cả đời học im. Đây là lời dạy sâu sắc của cổ nhân về giá trị của sự im lặng và cân nhắc trong lời nói. Nói đúng lúc, nói điều cần nói là biểu hiện của người thông thái và khôn ngoan. Dưới đây là ba thời điểm mà chúng ta nên học cách kiềm chế lời nói để tránh gây hại cho bản thân. Thứ nhất, không nên nói nhiều khi quá vui. Người xưa có câu, vui quá hóa buồn. Khi đạt được thành công hay nhận được tin vui, chúng ta thường dễ bị cuốn vào cảm xúc hưng phấn, dễ mất bình tĩnh và tự mãn. Lúc đó, chúng ta có xu hướng khoe khoang, phô trương những thành tựu của mình, vô tình làm mất lòng người khác. Như Khổng Tử từng dạy, người biết vui mừng mà không tự kiêu là người thực sự hiểu biết. Khi quá vui, chúng ta dễ nói ra những lời không suy nghĩ, vô tình tiết lộ điểm yếu, những dự định riêng tư hoặc những điều không nên nói. Sự hớ hênh này có thể khiến người khác ganh ghét, dẫn đến những rắc rối không đáng có. Vì vậy, khi cảm thấy quá vui vẻ, hãy giữ cho mình một chút điềm tĩnh, nói ít lại và tận hưởng niềm vui trong thầm lặng. Người khôn ngoan luôn biết kiểm soát cảm xúc, không để sự phấn khích lấn át lý trí. Hãy nhớ rằng, niềm vui không cần phải phô bày bằng lời nói, mà có thể lặng lẽ tận hưởng trong lòng. Thứ hai, không nên nói khi tức giận. Tức giận là kẻ thù lớn nhất của lý trí. Như Mạnh Tử từng nói, người nổi giận là người tự đánh mất chính mình. Khi chúng ta tức giận, cảm xúc tiêu cực sẽ khiến cho những suy nghĩ trở nên mờ mịt, mất kiểm soát. Lúc đó, những lời nói thốt ra thường là những lời lẽ gay gắt, thiếu suy nghĩ, có thể gây tổn thương sâu sắc cho người khác và làm tổn hại đến mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng từ lâu. Sự tức giận giống như một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu đốt cả một khu rừng rộng lớn. Khi chúng ta nói những lời trong cơn giận dữ, chúng ta dễ dàng làm tổn thương người xung quanh, ngay cả những người mà chúng ta yêu thương nhất. Lời nói ra trong lúc giận dữ giống như mũi tên bắn đi, không thể rút lại. Những vết thương do lời nói gây ra có thể không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại để lại vết sẹo sâu trong lòng người nghe. Do đó, khi tức giận, tốt nhất là nên im lặng. Hãy ngồi lại một mình, hít thở sâu và để cho cơn giận lắng xuống trước khi nói ra bất kỳ điều gì. Khi đã bình tĩnh lại, chúng ta sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn về tình huống và tránh được những lời nói mà sau này chúng ta có thể hối tiếc. Thứ ba, không nên nói nhiều khi đang buồn bã. Người xưa dạy, nỗi buồn còn hơn cái chết. Khi chìm trong nỗi buồn, chúng ta dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, mất đi hy vọng và động lực. Những lúc như vậy, chúng ta thường có xu hướng phàn nàn, than trách về cuộc sống và đổ lỗi cho hoàn cảnh hay những người xung quanh. Điều này không chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối mà còn làm cho người khác cảm thấy mệt mỏi, muốn né tránh. Như Trang Tử từng nói, người buồn là người tự giam mình trong nhà tù do chính mình tạo ra. Khi chúng ta nói ra những lời tiêu cực trong lúc buồn bã, đó không phải là sự giải tỏa, mà giống như việc sát muối vào vết thương, khiến cho nỗi đau trở nên sâu sắc hơn. Thay vì tìm kiếm sự thương hại từ người khác, hãy tự mình đối diện với nỗi buồn, im lặng và suy ngẫm. Những lúc buồn, sự im lặng có thể là liều thuốc tốt nhất, giúp chúng ta lấy lại bình tĩnh, tìm ra hướng đi mới và tái tạo sức mạnh nội tại. Tóm lại, biết khi nào nên im lặng là biểu hiện của sự khôn ngoan. Như Lão Tử đã nói, người khôn giữ im lặng, để lời nói của mình có giá trị khi cần thiết. Trong cuộc sống, không phải lúc nào lời nói cũng là công cụ hữu ích. Có những lúc,
Sự im lặng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất giúp chúng ta giữ gìn bình an và tránh được những rắc rối không đáng có. Hãy nhớ rằng, im lặng không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của sự trưởng thành và biết tự kiềm chế. Trong ba thời điểm dễ gây họa lớn này, khi vui vẻ, khi tức giận và khi buồn bã, hãy học cách im lặng, nói ít lại. Sự điềm tĩnh và khôn ngoan sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, giữ vững sự bình yên trong lòng và đạt được thành công bền vững. 3. Người khôn nói ít, kẻ dại lắm lời. Người xưa có câu, người khôn nói ít, kẻ dại lắm lời. Câu nói này nhấn mạnh rằng giá trị của lời nói không nằm ở số lượng, mà nằm ở chất lượng. Người khôn ngoan thường biết cách giữ im lặng khi cần thiết, còn kẻ dại lại lắm lời, không biết kiềm chế và không thể kiểm soát lời nói của mình. Trong cuộc sống, những ai có thể vượt qua được sóng gió đều hiểu rõ căn nguyên của vấn đề, không phải vì họ may mắn, mà vì họ biết suy ngẫm và phân tích trước khi hành động. Như Lão Tử đã từng dạy, biết mà không nói là khôn, nói mà không biết là dại. 1. Tìm hiểu căn nguyên của vấn đề. Không phải những khó khăn gặp phải trong cuộc sống là không thể vượt qua, mà vấn đề là nhiều người không hiểu được gốc rễ của khó khăn đó. Thay vì tìm hiểu và giải quyết từ nguồn cội, họ chỉ chạy theo bề nổi, cố gắng sửa chữa những điều ở bề mặt. Điều này giống như việc cố gắng chặt bỏ cành lá mà không để ý đến rễ cây. Chính vì vậy, nếu muốn thoát khỏi khó khăn, điều quan trọng nhất là phải nhận ra nguồn gốc của vấn đề. Đối với người bình thường, cuộc sống vốn không quá tráng lệ hay to lớn. Phần lớn các khó khăn mà họ gặp phải thường bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt, những thói quen tưởng chừng vô hại. Một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là lời nói. Miệng của bạn chính là vận mệnh của bạn. Như Khổng Tử đã nói, lời nói có thể xây dựng cả một quốc gia, nhưng cũng có thể hủy diệt một con người. Những lời nói bất cần, những câu chuyện phiếm vô nghĩa có thể dẫn đến những rắc rối không lường trước được. Vì vậy, trước khi muốn thay đổi cuộc sống, hãy học cách kiểm soát lời nói của chính mình. 2. Học cách im lặng. Phương pháp giao tiếp đầu tiên mà mỗi người nên học không phải là cách nói chuyện trôi chảy, hấp dẫn, mà là học cách im lặng. Người khôn ngoan biết khi nào nên nói và khi nào nên giữ im lặng. Một người nói quá nhiều, thường xuyên kể lể, khoe khoang, hiếm khi được coi là người tài giỏi. Trong thực tế, những người này thường khiến người khác cảm thấy mệt mỏi, thậm chí khó chịu. Lão Tử từng nói, im lặng là một nguồn sức mạnh. Khi bạn giữ im lặng, bạn có thể lắng nghe và học hỏi được nhiều hơn. Hãy để đôi tai của bạn làm việc nhiều hơn cái miệng. Đừng nghĩ rằng bạn phải luôn luôn nói ra suy nghĩ của mình. Người thông minh giống như một khoảng trống trong bức tranh, tạo nên sự hài hòa và giá trị cho tác phẩm. Nếu tranh vẽ quá dày đặc, nó sẽ mất đi sự hấp dẫn và có thể bị bỏ qua. Im lặng là cách để tạo khoảng trống, để lời nói của bạn có sức nặng khi thực sự cần thiết. Nếu bạn muốn học cách nói ít hơn, hãy tập thói quen suy nghĩ trước khi nói. Hãy phân biệt giữa điều gì cần nói và điều gì vô nghĩa. Khi đã học được cách này, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 3. Nói những lời tốt đẹp, ấm áp. Chúng ta ai cũng mong muốn được người khác công nhận, nhưng những lời nói cay nghiệt sẽ chỉ đẩy người khác ra xa mà thôi. Như Khổng Tử dạy, lời nói ấm áp làm ấm lòng người, lời cay nghiệt chỉ khiến người khác xa lánh. Những lời nói tốt đẹp không chỉ mang lại niềm vui cho người nghe, mà còn thể hiện được nhân phẩm và tính cách của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn phải luôn luôn nói những điều tốt đẹp giả tạo, mà là biết chọn lựa lời nói đúng mực, biết cách khen ngợi, động viên một cách chân thành. Nhiều người có khả năng tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiên chỉ qua vài câu nói, nhưng cũng có người khiến người khác phải nhíu mày vì những lời nói thiếu suy nghĩ. Giao tiếp là một nghệ thuật, và việc biết nói lời tử tế sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ, xây dựng lòng tin và sự tôn trọng từ người khác. Khi bạn kiểm soát được lời nói của mình, bạn sẽ tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực, không chỉ giúp bạn thành công hơn trong công việc mà còn mang lại hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân. 4. Tránh nói lời ác ý, chỉ trích. Khi bạn thường xuyên chỉ trích, chê bai người khác, điều này chẳng khác nào bạn tự vạch áo cho người xem lưng. Người thông minh hiểu rằng, ai cũng có khuyết điểm, và việc soi mói người khác chỉ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Như Mạnh Tử đã nói, người quân tử thấy lỗi của người mà không nói ra, đó là sự bao dung. Chúng ta không nên chỉ trích trừ khi đó là lời góp ý mang tính xây dựng, với mục đích giúp người khác phát triển. Trên thực tế,
đa số mọi người đều thích được khen ngợi và rất kiêng kỵ việc bị chỉ trích công khai. Họ dễ dàng cảm thấy bị tổn thương, dẫn đến việc tránh xa bạn. Hành vi soi mói, chỉ trích không chỉ là biểu hiện của sự thiếu tinh tế mà còn cho thấy sự thiếu hiểu biết về bản chất con người. Thay vì tạo ra khoảng cách với mọi người bằng những lời nói tiêu cực, hãy học cách nói những lời tử tế, biết nhìn nhận điểm tốt của người khác và hỗ trợ họ khi cần thiết. Tóm lại, người khôn nói ít, kẻ dại lắm lời. Hãy nhớ rằng lời nói là vũ khí sắc bén nhất, có thể xây dựng hoặc phá hủy cuộc đời bạn. Như Trang Tử đã từng nói, im lặng là vàng. Để có một cuộc sống an nhiên và thành công, hãy học cách kiểm soát lời nói của mình. Hãy học cách im lặng khi cần thiết, biết nói những lời ấm áp khi giao tiếp và tránh xa những lời nói cay nghiệt, chỉ trích người khác. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi lời nói ra đều mang theo sức mạnh, có thể mang lại niềm vui hoặc gây ra đau khổ. Sống trong thế giới này, biết nói những điều đúng đắn sẽ giúp bạn đi xa hơn, mở ra những cánh cửa cơ hội và mang lại hạnh phúc, bình an cho chính mình. 4. Quỷ Cốc Tử dạy, 3 điều cần giữ mồm giữ miệng. Triết gia Quỷ Cốc Tử từng dạy, lưỡi dao sắc bén không bằng lời nói khôn ngoan. Cuộc sống đầy rẫy những tình huống đòi hỏi chúng ta phải lựa lời mà nói, biết điều gì nên chia sẻ và điều gì nên giữ lại. Ba điều dưới đây chính là những lời khuyên quý giá của Quỷ Cốc Tử về việc giữ mồm giữ miệng, giúp chúng ta tránh được nhiều rắc rối không đáng có trong cuộc sống. 1. Đừng nói về chuyện riêng tư của gia đình người khác. Người xưa có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng tư mà người ngoài khó lòng thấu hiểu. Nhìn bề ngoài, chúng ta có thể thấy một gia đình trông hạnh phúc, nhưng thực chất đằng sau có thể là những nỗi niềm khó nói, những mâu thuẫn âm thầm không dễ thấy. Khi chúng ta đem chuyện gia đình người khác ra bàn tán, dù với ý tốt hay xấu, đều là hành động thiếu tôn trọng. Như Khổng Tử từng nói, không bàn chuyện nhà người là thể hiện sự bao dung và trí tuệ. Việc bàn tán về chuyện riêng của người khác không chỉ là vi phạm phép lịch sự tối thiểu mà còn làm mất đi sự tin tưởng từ họ. Ngay cả khi bạn bè thân thiết, chúng ta cũng nên giữ khoảng cách nhất định. Mối quan hệ tốt đẹp cần có sự tôn trọng và ranh giới rõ ràng. Những người bạn thực sự hiểu rằng, sự im lặng đôi khi là cách tốt nhất để bảo vệ mối quan hệ. Nếu bạn quá hăng hái chia sẻ chuyện nhà người khác, không những bạn sẽ trở thành người lắm lời, mà còn có thể gây hại cho chính bản thân khi câu chuyện bị hiểu lầm hoặc lan truyền sai lệch. Như Lão Tử đã dạy, biết im lặng là cách giữ được lòng người. 2. Đừng kể về những chuyện không tốt trong chính gia đình mình. Có câu, chuyện nhà mình, đừng vạch áo cho người xem lưng. Nhiều người thường tìm cách giải tỏa cảm xúc bằng cách kể lể những mâu thuẫn gia đình với người ngoài. Họ nghĩ rằng việc chia sẻ như vậy sẽ giúp nhẹ lòng hơn. Nhưng thực tế điều này thường mang lại nhiều hậu quả không mong muốn. Những điều xấu dễ lan truyền, và khi câu chuyện gia đình bạn được kể ra, nó có thể lan tỏa xa hơn những gì bạn dự đoán. Những lời kể này không chỉ khiến bạn trở nên yếu đuối trong mắt người khác mà còn làm tổn hại đến thanh danh của gia đình. Người xưa dạy rằng, gia đình là nơi để yêu thương và bảo vệ, không phải là chủ đề cho những cuộc nói chuyện phiếm. Khi bạn mang chuyện nhà đi kể lể, dù không có ý xấu, người nghe vẫn có thể hiểu lầm, phóng đại câu chuyện, gây ra nhiều hiểu lầm và xích mích không đáng có. Thậm chí, nếu chuyện đến tai các thành viên trong gia đình, nó có thể tạo ra sự rạn nứt trong quan hệ, dẫn đến những tổn thương khó chữa lành. Hãy học cách giữ im lặng và giải quyết những mâu thuẫn gia đình một cách nội bộ. Nếu cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến những người thật sự đáng tin cậy và có kinh nghiệm. Như Mạnh Tử từng khuyên, gia đình là nơi để tìm kiếm sự yên bình, không phải là nơi để phơi bày trước thiên hạ. 3. Đừng tùy tiện kể về những việc do nhờ cậy người khác mà thành. Trong cuộc sống hiện đại, mối quan hệ là một tài sản vô giá. Chúng ta không thể phủ nhận rằng có những lúc cần đến sự giúp đỡ từ người khác để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, việc khoe khoang về những thành công đạt được nhờ sự trợ giúp lại là điều không nên. Như Quỷ Cốc Tử từng dạy, thành công nhờ vào sự giúp đỡ của người khác là may mắn, không phải là thành tích đáng để khoe khoang. Khi bạn liên tục nhắc đến những thành công nhờ vào quan hệ, người khác có thể sẽ nghĩ rằng bạn chỉ biết dựa dẫm, thiếu khả năng tự lực. Điều này không chỉ làm giảm đi giá trị cá nhân mà còn khiến những người đã giúp đỡ bạn cảm thấy khó chịu. Những người thông minh hiểu rằng, thành công thực sự phải dựa vào năng lực bản thân, còn sự giúp đỡ chỉ là một yếu tố hỗ trợ, không nên được đem ra khoe mẽ. Việc khoe khoang về những gì đạt được nhờ vào quan hệ có thể khơi dậy lòng đố kỵ và ganh ghét từ người khác.
Hơn nữa, nó làm mất đi sự tôn trọng và lòng tin của những người xung quanh. Những mối quan hệ tốt đẹp cần được duy trì bằng sự chân thành và lòng biết ơn, không phải bằng lời nói phô trương hay tự mãn. Như Trang Tử từng nói, người biết im lặng về thành công là người biết giữ gìn giá trị của mình. Kết luận, hãy biết giữ mồm giữ miệng, sống khôn ngoan theo lời dạy của Quỷ Cốc Tử. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn có những câu chuyện khiến chúng ta muốn chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, lòng người khó đoán, dù có thân thiết đến đâu, chúng ta cũng không thể biết được người khác thực sự nghĩ gì về mình. Có thể những điều bạn muốn kể là cả một vấn đề lớn lao, nhưng trong mắt người khác, đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Quỷ Cốc Tử đã nhắc nhở rằng, người thông minh biết giữ im lặng, người dại khờ luôn để miệng mình dẫn lối vào rắc rối. Hãy học cách tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, biết giữ kín chuyện của gia đình mình, và không khoe khoang về thành công nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Khi chúng ta biết kiềm chế lời nói, biết suy nghĩ trước khi phát ngôn, cuộc sống sẽ trở nên bình yên hơn, và các mối quan hệ cũng sẽ trở nên bền vững hơn. Hãy luôn nhớ rằng, sự im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi khó, và là chìa khóa để mở ra một cuộc sống an nhiên và đầy ý nghĩa. 5. Học cách im lặng, 3 điều không hỏi, 4 điều không nói. Triết gia Lão Tử từng nói, biết mà không nói là người khôn ngoan, nói mà không biết là kẻ dại khờ. Trong cuộc sống, lời nói không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là biểu hiện của trí tuệ, lòng tự trọng và sự khôn ngoan. Học cách im lặng đúng lúc, biết những gì nên nói và không nên nói, chính là biểu hiện của sự trưởng thành và hiểu biết. Dưới đây là 3 điều không nên hỏi và 4 điều không nên nói mà người khôn ngoan luôn ghi nhớ. 3 điều không hỏi. 1. Không hỏi những gì người khác không muốn nói. Chúng ta ai cũng từng rơi vào tình huống khó xử khi vô tình hỏi một câu khiến người đối diện sững lại, gượng cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng câu hỏi của bạn đã chạm vào vùng nhạy cảm, vào điều mà người khác không muốn chia sẻ. Người khôn ngoan sẽ nhận ra ngay và không tiếp tục đào sâu. Họ biết rằng mỗi người đều có những bí mật riêng tư cần được tôn trọng. Như Mạnh Tử từng nói, không chạm vào nỗi đau của người khác là biểu hiện của lòng từ bi. Khi bạn cố gắng hỏi những điều mà người khác không muốn nói, không chỉ làm họ khó chịu, mà còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Bí mật được tiết lộ có thể trở thành gánh nặng cho chính bạn. Nếu câu chuyện đó bị lan truyền, dù không phải do bạn tiết lộ, bạn vẫn sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lòng tin và mối quan hệ giữa bạn và người kia. Người khôn ngoan hiểu rằng đôi khi biết ít lại tốt hơn biết nhiều. 2. Không hỏi những điều không liên quan đến bản thân. Sự tò mò là động lực thúc đẩy sự phát triển và khám phá, nhưng không phải mọi thứ đều đáng để tìm hiểu. Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống không liên quan đến bạn, và việc can thiệp vào chuyện của người khác không chỉ làm mất thời gian mà còn dễ gây hiểu lầm. Những người khôn ngoan luôn tập trung vào công việc và cuộc sống của mình, không bị phân tâm bởi những lời đồn thổi hay chuyện phiếm. Những người thích tò mò, hỏi về đời tư của người khác thường khó có thể thăng tiến trong công việc, bởi họ lãng phí quá nhiều năng lượng vào những chuyện không quan trọng. Thay vì dành thời gian để cải thiện bản thân, họ lại tìm cách thu thập thông tin vô ích, khiến họ trở nên tầm thường trong mắt người khác. Như Trang Tử từng nói, biết gìn giữ lòng mình là biểu hiện của sự thông thái. Người khôn ngoan sẽ chỉ tập trung vào những gì quan trọng và có ý nghĩa đối với họ. 3. Không hỏi bất cứ điều gì mà bạn biết không có câu trả lời. Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, và đôi khi, chúng ta lại cố gắng hỏi những câu hỏi mà ngay từ đầu đã không có đáp án rõ ràng. Việc này chỉ làm lãng phí thời gian và tạo ra những kỳ vọng không thực tế. Chẳng hạn, khi hỏi, liệu tôi có thành công trong dự án này không? Hoặc cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai không? Đó là những câu hỏi mà không ai có thể trả lời chắc chắn. Người khôn ngoan hiểu rằng thay vì lãng phí thời gian để hỏi những câu hỏi vô ích, tốt hơn hết là tập trung vào hành động. Thay vì chờ đợi câu trả lời từ người khác, họ tự tạo ra câu trả lời thông qua nỗ lực và quyết tâm. Như Khổng Tử đã dạy, người biết tìm kiếm trong hành động, chứ không phải trong lời nói. Chính vì vậy, họ luôn kiểm soát được cuộc đời mình và không dễ dàng bị đánh bại bởi những câu hỏi không có đáp án. 4 điều không nói. 1. Không nói ra hết lòng mình. Mỗi người đều có những góc khuất, những nỗi đau và niềm vui riêng. Người khôn ngoan sẽ không bộc lộ tất cả cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách tùy tiện. Họ hiểu rằng việc phơi bày hết mọi thứ chỉ khiến bản thân dễ bị tổn thương.
không phải ai cũng sẽ cảm thông và hiểu được nỗi lòng của bạn. Một số người sau khi biết được điểm yếu của bạn có thể sẽ lợi dụng hoặc thậm chí cười nhạo sau lưng bạn. Như Lão Tử từng nói, giữ im lặng là cách bảo vệ trái tim khỏi những vết thương không cần thiết. 2. Không phàn nàn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ai cũng có lúc gặp khó khăn, bất công. Một số người thường xuyên phàn nàn khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, coi đó là cách giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, việc phàn nàn không giải quyết được vấn đề, mà chỉ khiến bản thân thêm tiêu cực và tạo ra bầu không khí u ám xung quanh. Những người khôn ngoan hiểu rằng, thay vì phàn nàn, hãy tập trung tìm cách giải quyết và nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Như Quỷ Cốc Tử từng dạy, người khôn không phàn nàn, họ chỉ hành động. 3. Không nói lời khoe khoang. Khoe khoang về thành tựu của mình có thể giúp bạn thu hút sự chú ý, nhưng nó cũng dễ biến thành sự đố kỵ và ghen ghét từ người khác. Người thông minh hiểu rằng, thành công thực sự không cần phải phô trương, mà nên được giữ lại làm động lực cho những bước tiến xa hơn. Thành tựu thuộc về quá khứ, và khoe khoang về chúng chỉ khiến bạn sống trong ánh hào quang đã tắt. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ dừng lại ở những gì đã đạt được, mà luôn hướng đến những mục tiêu cao hơn. 4. Không nói những lời sáo rỗng. Chính trực là nền tảng của một con người. Những người nói những lời sáo rỗng, thiếu chân thực thường dễ bị mất lòng tin. Họ có thể tỏ ra là người am hiểu, tự tin, nhưng lại thiếu khả năng thực hiện những gì đã hứa. Người khôn ngoan hiểu rằng, sự chân thành và trung thực mới là yếu tố tạo dựng nên uy tín. Như Khổng Tử đã nói, người chính trực sẽ làm theo lời nói, không nói những lời mà không thể thực hiện. Cuộc sống là một hành trình dài, và học cách im lặng, biết đâu là giới hạn của lời nói là điều quan trọng để tránh những rắc rối không đáng có. Như Quỷ Cốc Tử từng nhắc nhở, người biết im lặng là người hiểu rõ thế giới và chính mình. Hãy biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, và biết đâu là lời nói cần thiết. Khi chúng ta biết giữ gìn lời nói, tôn trọng sự riêng tư của người khác, tránh xa sự khoe khoang và những lời phàn nàn vô ích, cuộc sống sẽ trở nên thanh thản hơn. Hãy luôn nhớ rằng, im lặng không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của trí tuệ và sức mạnh nội tại. 6. Im lặng mang lại sức mạnh vô song. Trong cuộc sống hiện đại, sự ồn ào và náo nhiệt dường như đã trở thành một phần tất yếu. Ai ai cũng muốn thể hiện mình, muốn chứng tỏ bản thân qua lời nói, mà quên rằng im lặng mới chính là vàng. Nhiều người vì nói quá nhiều mà đánh mất đi giá trị của sự trầm tĩnh, tự nhiên làm mất đi sự cân bằng và bình yên trong cuộc sống. Đôi khi, vì muốn giúp đỡ, chúng ta đưa ra những lời khuyên thẳng thắn dựa trên quan điểm cá nhân, nghĩ rằng đó là hành động tốt đẹp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, nói thẳng, nói thật cũng có thể dẫn đến khẩu nghiệp nếu không đúng hoàn cảnh. Như Quỷ Cốc Tử từng nói, kẻ nói nhiều dễ chuốc lấy họa, kẻ im lặng giữ được phúc. Cổ nhân có câu, khi một người thao thao bất tuyệt, suy nghĩ của người ấy đã bị chính cái miệng nhiều lời hủy hoại một nửa rồi. Điều này nhấn mạnh rằng, sự trầm tĩnh và im lặng không chỉ là một phẩm chất đáng quý mà còn là một sách lược trong cuộc sống. Người khôn ngoan hiểu rằng, im lặng không có nghĩa là không nói gì, mà là biết uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đó là khả năng suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn, chỉ nói những lời cần thiết và biết dừng lại đúng lúc. Sự im lặng ấy mang lại cho họ sức mạnh vô cùng lớn, giống như ánh sáng hội tụ lại thành một tia sáng mạnh mẽ, có thể xuyên qua mọi sự mập mờ. Từ xưa đến nay, rất ít người phải hối hận vì sự trầm tĩnh, nhưng có vô số người hối tiếc vì đã nói quá nhiều. Một lời nói ra, dù có thể chỉnh sửa bằng cách xin lỗi, nhưng tổn thương mà nó gây ra đôi khi là không thể phục hồi. Như Mạnh Tử từng khuyên, trượt chân có thể đứng dậy, nhưng lỡ lời khó mà cứu vãn. Những người thực sự chân thành thường ít lời, bởi họ hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở những lời nói mà ở hành động. Người xưa nói, tiểu nhân nói hỗn tạp mà trống rỗng, người quân tử nói ngắn gọn mà chân thật. Nói chuyện là bản năng, nhưng im lặng lại là biểu hiện của trí tuệ. Người khôn ngoan luôn suy nghĩ trước khi phát ngôn, còn kẻ thiếu hiểu biết thường nói trước rồi mới suy ngẫm sau. Những người có trí tuệ thường không thích phô trương, họ không dễ để người khác đoán biết qua lời nói hay nét mặt. Họ có tài năng nhưng lại không muốn thể hiện, bởi họ biết rằng sự trầm lặng là biểu hiện của sự chín chắn và khôn ngoan. Như Lão Tử từng nói, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Người chân chính không bao giờ phô diễn bản thân một cách lộ liễu. Trong những tình huống bị hiểu lầm, liệu chúng ta có nên im lặng?
Câu trả lời là đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời khôn ngoan nhất. Nếu người khác sẵn lòng hiểu, chúng ta nên cởi mở và giải thích. Nhưng khi gặp những người cố chấp, áp đặt ý kiến, thì việc nói nhiều cũng trở nên vô ích. Người khôn ngoan sẽ chọn cách im lặng, không phải vì họ sợ, mà vì họ biết rằng lời nói trong trường hợp này chỉ là vô nghĩa. Họ hiểu rằng lặng lẽ chính là sức mạnh của người thông minh. Người bình thường luôn mải mê nói ra những điều mình biết, nhưng người có trí tuệ lại mải miết lắng nghe. Chính sự lắng nghe giúp họ thu nhận được nhiều thông tin, hiểu rõ hơn về cuộc sống và con người xung quanh. Sự im lặng là một vương quốc của hoạt động trí óc, nơi mà những ý tưởng sáng tạo, những kiệt tác văn học và những khám phá khoa học được nuôi dưỡng. Như Khổng Tử đã dạy, người trí tuệ ít lời nhưng suy nghĩ sâu xa, kẻ thiếu hiểu biết nói nhiều nhưng suy nghĩ nông cạn. Trong thế giới này, người biết lắng nghe luôn là người khôn ngoan nhất. Họ không chỉ lắng nghe bằng tai, mà còn bằng cả tâm hồn, thu nhận thông tin và suy ngẫm. Nhà văn Guy de Maupassant từng nói, tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn trí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của dông tố cuộc đời. Câu nói này cho thấy rằng, sự im lặng và cô tịch chính là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng trí tuệ và sự cao thượng. Những người thực sự có tài thường không muốn chứng minh điều gì. Họ hiểu nhiều nhưng lại nói ít, suy nghĩ thấu đáo rồi mới phát ngôn. Họ biết rằng thùng rỗng kêu to, những kẻ nói nhiều thường là những kẻ thiếu hiểu biết. Bởi vậy, có câu, im lặng là vàng. Sự im lặng chính là lời nói mạnh mẽ nhất, là phương thức để họ tự khẳng định bản thân một cách khéo léo nhất. Tóm lại, im lặng không phải là sự yếu đuối hay hèn nhát, mà là biểu hiện của sự trưởng thành và trí tuệ. Người khôn ngoan biết khi nào nên im lặng và khi nào nên nói. Họ không để lời nói cuốn đi ý thức, không để miệng lưỡi làm mất đi sự bình yên của tâm hồn. Như Lão Tử từng dạy, kẻ biết im lặng là kẻ hiểu được sức mạnh của vạn vật. Hãy học cách im lặng, giữ cho mình một khoảng lặng để suy ngẫm, để lắng nghe và để hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống. 7. Im lặng mới là cách hành xử của bậc cao nhân. Cổ nhân từng dạy rằng, biết nói là một kỹ năng, nhưng biết im lặng mới là trí tuệ của bậc cao nhân. Người khôn ngoan không phải là người nói nhiều, mà là người hiểu rõ giá trị của sự trầm lặng. Các bậc thánh hiền từ xưa đến nay thường chọn cách sống lặng lẽ, không phô trương tài năng, bởi họ đã coi nhẹ mọi sự trên thế gian. Tâm thái của họ tựa như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, bởi họ hiểu rằng sự lặng lẽ ấy chính là sức mạnh vĩ đại nhất. Như Trang Tử đã từng nói, người biết đủ sẽ không tranh, người biết lặng sẽ không loạn. Nguyễn Bỉnh Khiêm, một nhà hiền triết Việt Nam, đã từng lựa chọn lánh đời, rời xa sự xô bồ của thế tục. Ông từng viết, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Đối với những bậc cao nhân, sự náo nhiệt của thế gian chỉ là cái hư ảo, là vòng xoáy bất tận kéo con người vào những cám dỗ, thị phi không hồi kết. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, khi mọi sự đã lắng xuống, chỉ còn lại một tâm hồn bị che mờ bởi bụi hồng trần, bị chất nặng bởi những ham muốn vật chất. Trong sự hỗn loạn ấy, chỉ có những bậc trí giả với tâm tĩnh lặng mới có thể vượt qua được những cuồng dại của thế gian. Các bậc thánh nhân không phải vì không biết nói, mà vì họ biết rằng im lặng là vàng. Họ hiểu rằng im lặng không chỉ là cách tránh khỏi những xung đột vô ích, mà còn là cách thể hiện sự sâu sắc và trí tuệ. Dưới đây là 5 bài học đối nhân xử thế mà cổ nhân đã truyền lại, giúp chúng ta học được cách sống khôn ngoan hơn. Thứ nhất, đừng bao giờ tức giận. Tức giận là cảm xúc nguy hiểm nhất, bởi nó dễ dàng làm mất đi lý trí của con người. Câu chuyện của Thành Cát Tư Hãn với chú chim ưng yêu mến là một bài học quý giá. Khi ông đang khát cháy giữa hoang mạc, chú chim ưng đã 3 lần hất đổ ly nước mà ông vừa hứng được. Trong cơn tức giận, ông đã đâm chết chú chim. Sau đó, ông mới phát hiện rằng nước đó là nước độc và chú chim đang cố bảo vệ ông. Tức giận đã khiến ông đánh mất một người bạn trung thành. Như Khổng Tử đã dạy, kẻ biết kiềm chế cơn giận là kẻ chiến thắng chính mình. Thứ hai, luôn tôn trọng người khác. Dù là bậc đế vương hay người ăn xin bên vệ đường, mọi sinh mệnh đều có giá trị và lòng tự trọng riêng. Tôn trọng người khác chính là biểu hiện của sự tử tế và lòng từ bi. Khi bạn tôn trọng người khác, bạn không chỉ nhận được sự tôn trọng ngược lại mà còn tạo nên một môi trường sống hài hòa, đầy tình người. Những người có lòng tôn trọng người khác thường là những người xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, bền vững, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Thứ ba, hãy thay đổi lập trường khi cần thiết.
mỗi người đều có một quá khứ, một hoàn cảnh sống khác nhau, từ đó hình thành nên tính cách và quan điểm sống khác biệt. Nếu bạn luôn nhìn người khác qua lăng kính của mình, dễ dẫn đến hiểu lầm và xung đột. Người khôn ngoan biết rằng sự khác biệt là điều hiển nhiên và thay vì chỉ trích, họ sẽ lắng nghe, thấu hiểu và mở rộng góc nhìn của mình. Như Mạnh Tử đã nói, học hỏi từ mọi người sẽ giúp ta thấy được muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Thứ tư, hãy luôn quan sát ý nghĩ của chính mình. Cảm xúc là một con ngựa hoang, nếu không kiểm soát, nó có thể dẫn dắt chúng ta đi sai đường. Người khôn ngoan luôn biết tự quan sát và kiểm soát ý nghĩ của mình. Họ hiểu rằng mỗi suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến những hành động sai lầm, gây ra hậu quả không mong muốn. Quan sát ý nghĩ của mình giúp họ hiểu rõ bản thân hơn và không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Như Lão Tử đã dạy, người biết tự kiểm soát là người mạnh mẽ nhất. Thứ năm, im lặng là vàng. Rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Im lặng không có nghĩa là bất tài hay yếu đuối, mà là biểu hiện của sự khôn ngoan và hiểu biết. Người biết im lặng đúng lúc sẽ tạo ra sự tôn trọng từ người khác. Họ biết rằng lời nói có thể là con dao hai lưỡi, có thể gây tổn thương không đáng có. Im lặng cũng giúp chúng ta có thời gian suy ngẫm, điều chỉnh lại cảm xúc, tránh được những lời nói bốc đồng trong cơn giận dữ. Như Trang Tử từng dạy, người trí tuệ nói ít nhưng lắng nghe nhiều, từ đó họ hiểu được những điều mà kẻ nói nhiều không thể nhận ra. Kết luận, im lặng là nền tảng của trí tuệ và sự bình an. Các bậc cao nhân đã chỉ ra rằng im lặng là một phần quan trọng của đạo đức, là phương tiện giúp con người tránh khỏi thị phi và đạt được sự thanh thản, tự tại. Họ hiểu rằng im lặng không phải là sự thụ động, mà là cách họ bảo vệ mình khỏi những điều vô nghĩa, không đáng nói. Khi chúng ta biết giữ im lặng, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, như dòng nước tĩnh lặng, trong suốt và sâu thẳm. Như Lão Tử đã nói, ai biết im lặng sẽ thấu hiểu hơn, ai biết lặng lẽ sẽ bình an hơn. Đó chính là bí quyết của những người khôn ngoan, những người đã hiểu rõ giá trị của sự tĩnh lặng trong một thế giới đầy ồn ào và náo nhiệt. Qua những lời dạy của cổ nhân, chúng ta thấy rõ rằng sự im lặng không chỉ là biểu hiện của trí tuệ mà còn là con đường dẫn đến thành công và phú quý. Khi đàn ông biết giữ mình trong sự tĩnh lặng, họ không chỉ tránh được thị phi mà còn tích lũy được sức mạnh nội tại, sẵn sàng cho những bước đột phá lớn lao. Nếu bạn cũng cảm nhận được giá trị của sự im lặng và muốn áp dụng vào cuộc sống, hãy thử bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất mỗi ngày. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những triết lý sống sâu sắc từ kênh Lời Dạy Cổ Nhân. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn luôn an yên, thành công và hạnh phúc.